Và quý vị ơi, tiếp theo là một cây trang đỏ nha quý vị. Cây này bonsai mấy cũng không biết nha, giống như mấy cây trước kia đó, để bi nó vô bán rồi nó cho quý vị biết bonsai số mấy ha. Và biết cái giá của nó là 350 là bao ship nha. Đây là cây trang đỏ nha quý vị, cây trang đỏ nha. Tỷ lệ này đầu tiên coi tỷ lệ đi, quen ship code là chữ khoản nha. Rồi bắt đầu quay tỷ lệ rõ hơn nữa nha. Nè, cầm đi bi bỏ cho trà xanh coi coi. Đây nè, cái gốc của nó nè. Nè, tôi đi chơi nữa rồi, tôi quay dò dò vàng vàng có mấy clip thôi hả quý vị ơi. Rồi ở trên quay xuống nè, đó cái tàn nó này nha. Ừ, cành nhánh thì đầy đủ hết trơn luôn rồi đó. Gốc viết nó vậy nè đó. Cầm trên tay luôn đó nè, cái đưa vô mới thấy được chứ còn thấy được cái phong chứ. Ok không? Rồi ok. Đó, quý vị thấy không, 350 là có tiền ship luôn rồi đó nha quý vị. Đó, quay mặt sau cho quý vị xem nè. Đó, mặt sau nó nè, đế mặt sau đẹp hơn mặt trước luôn nha. Đó rồi, thôi vậy đi nha, quá rõ ràng rồi nha, cầm trên tay vậy luôn nha. Ừ, trang đỏ nha quý vị, nó mà ra bông là rất là đẹp nha. Rồi thôi kết thúc luôn nha. Rồi như đây được rồi, mấy clip thôi, hết pin luôn rồi, kết thúc rồi quý vị ơi.